Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là cộng mì tươi ha. Thì lúc gài thì dịch bệnh á, mình không có đi ra ngoài, mình mua về mình nấu ăn được. Thì cho nên là mình sẽ tận dụng ở nhà mình còn bột mì nè, hoặc là bột gạo hay là bột năng gì đó, thì mình sẽ làm ra như cộng bún tươi hoặc là cộng mì tươi thì cho gia đình mình ăn ha. Thì để làm món này thì mình cũng sử dụng là 300g bột mì. Bột mì này là bột mì đa dụng, thì nó là bột mì số 11 hoặc là bột mì số 8 hoặc là bột mì nào khác cũng vẫn được nha các bạn. Với lại mình cũng có là ba cái trứng, thì trứng nó tùy thuộc theo là cái trứng nhỏ hay trứng lớn ha. Như cái trứng nhà mình thì cái trứng thì nó bự nè, thì mình sử dụng là ba trứng. Còn nếu mà cái trứng ở nhà của các bạn mà nhỏ thì mình sử dụng là 4 trứng ha. Muối thì mình sử dụng là 1/3 muỗng cà phê muối. Thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình sẽ nhồi bột luôn ha. Thì mình sẽ cho bột vào trong cái mâm. Với lại mình cũng cho muối luôn và mình sẽ trộn lên. Rồi sau đó thì mình sẽ cho trứng vào. Thì mình cũng sử dụng cái chén nè, thì mình sẽ đặt trứng ra coi trứng của mình nó có bị hư hay không ha. Đây, cái trứng nó không có hư thì mình sẽ cho trực tiếp vào trong cái bột luôn. Cái này là mình không có cho thêm nước nha các bạn. Nếu mà mình thấy mà cái bột của mình mà nó khô á thì mình mới cho thêm nước, còn nếu mà cái bột mình nó độ hút ẩm nó vừa phải rồi thì mình không cần cho thêm nước nha. Rồi bây giờ là mình cứ việc là mình đánh trứng ra với lại bột á, là mình sẽ nhồi vào từ từ. Cái này mình dùng tay nha, tại vì là mình đeo bao tay thì nó hơi bị dính díu á, cho nên là mình không có dùng bao tay được. Bây giờ là mình sẽ nhồi bột luôn ha. Mình nhồi bột khi nào mà cho cái bột á nó không còn dính tay mình nữa là được nha các bạn. Giờ mình sẽ túm cái bột lại. Mình nhồi cái bột này á, là mình cũng không cần quá khô mà cũng không có nhão nha. Mình chỉ cần là cho cái bột mình nó có cái độ ẩm là được rồi. Đó, bây giờ mình cái việc là mình sẽ nhồi. Như mình làm cái miếng hoành thánh, nặng mình gói thịt bằm á, mình cũng làm theo cái cách này nha các bạn. Mình nhồi khi nào mình thấy cái khối bột á mà nó mịn lại nữa là được. Thì bây giờ là mình sẽ nhồi bột nè, thì càng lâu á thì cái sợi mì của mình á nó sẽ càng dẻo dai, nó sẽ càng ngon hơn. Đó, thì bây giờ cái phần bột của mình á như vậy là được rồi nè. Thì bây giờ là mình sẽ ủ bột trong vòng 30 phút nha. Sau 30 phút á, thì mình sẽ làm tiếp. Rồi mình sẽ để vào trong cái tô nè. Mình lấy cái bọc thực phẩm á, mình bọc lại. Bột á, là mình ủ cũng được 30 phút nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ lấy bột ra nha. Sau đó thì mình sẽ cho một ít bột khô nè các bạn. Rồi mình sẽ lấy bột ra. Mình cứ việc mình để mình cắt bột mình chia ra, rồi sau đó thì mình mới xếp cắt mình cán bột nha các bạn. Giờ một cục bột này là mình sẽ chia ra làm 3. Rồi mình sẽ để qua một bên. Thì mình cũng lấy cái bọc thực phẩm á, mình bọc lại, chứ để nhiều khi cái bột của mình á, nó sẽ bị khô ha.
Rồi bây giờ là mình sẽ cán bột vào đây. Thì mình cũng rải cái bột khô á. Nên như vậy là các bạn khi mà mình cán á, cho bột nó không có dính nha. Rồi mình cũng cho một ít bột khô lên cái cây cán bột của mình. Bây giờ mình sẽ cán cái bột cho nó mỏng ra. Mình cứ cán cái bột càng mỏng thì cái cọng sợi mì của mình á, mình ăn nó ngon. Bạn thấy là cái bột á, nó dai ghê. Cứ việc mình cứ cán cái cọng bột, cán cái miếng bột á cho nó mỏng, thiệt là mỏng luôn ha. Nếu mà mình cán mà cái bột dày quá khi mình làm cái sợi mì á thì mình ăn á thì nó cảm thấy nó ngán. Bột á thì mình cán mỏng ra như vậy được rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ rải một ít bột khô ha. Rải một ít bột khô rồi cái mình sắp lại, cái mình cắt. Đây, mình cũng rải một ít bột khô như vậy. Làm cái này là bột khô á thì nó sẽ hao nha. Bột khô thì tùy theo sở thích của mình, mình lấy bột nào cũng được hết, bột bắp, bột năng, bột gạo hay là cái gì đó cũng vẫn được hết. Và bây giờ là mình sẽ gấp lại như vậy. Cái mình cũng lấy một ít bột khô á là mình cán một bên. Và bây giờ là mình sẽ cắt nhập lại như vậy. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt thôi. Các bạn thấy là cái cọng cái bột đó là mình cán cho nó mỏng, thiệt mỏng như vậy luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bột khô á lên con dao như vậy nè, đặng mình cắt ấy, cho nó dễ ha. Thì bây giờ là mình sẽ trước tiên là mình sẽ cắt cái phần dư này nè. Mình cắt mình để riêng qua một bên. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt cọng mì thì tùy thuộc theo thổ mà của mình, thì mình cắt mỏng hay cắt dày gì đó thì sẽ tùy theo nha. Đó. Muốn ăn dày thì mình cắt dày, muốn ăn mỏng thì mình sẽ cắt mỏng. Thì mình cũng gắp một ít bột khô nè các bạn. Và bây giờ là mình sẽ để cái miếng mì này mình để qua bên đây. Đây các bạn thấy nè, cái sợi mì của mình nè, nó dài, nó có cái độ sợi đàn hồi nè. Đó, nó có cái độ dai nè, thấy không? Mà bây giờ mình cứ việc là mình cắt cho hết cái cọng mì thôi. Đó, bạn thấy nè, cái cọng mì của mình nè, mình cắt á, cho nó nhỏ như vậy, để mình ăn á, nó sẽ không có bị ngán nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắt hết cái phần bột luôn. Thì mì là mình cũng đã cắt xong rồi nè. Thì mình bây giờ là mình sẽ xuống dưới nhà sau thì mình sẽ luộc một ít để cho các bạn xem cọng mì ra như thế nào nha. Nè các bạn thấy giờ cọng mì nhìn nó rất là ngon nè. Nó có sự đàn hồi rất là dai nè. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Nhìn nó rất là ngon nè ha. Thì mình cũng bắt cái nồi nước lên ha. Thì bây giờ là mình sẽ thả mấy cái cọng mì nè. Mình luộc trước. Đây mình luộc thử xem như thế nào nha các bạn. Nước có thì mình nấu á, cho nó thiệt là sôi ha. Đây bạn thấy là cái cọng mì của mình nè, nhìn nó ngon nghe không. Mình luộc mì á cho nó chín chín tí xíu nha. Mình cũng chuẩn bị cái thau nước lạnh rồi nè. Và cái khi mà chín mì á, mà nó chín á thì mình sẽ vớt mì ra, mình để vào trong cái thau. Đây, rồi bây giờ là mình sẽ vớt mì ra nha các bạn. Đây mình cũng chuẩn bị cái thau nước nè, mình vớt ra xong mình để vào trong đây rồi mình rửa sạch lại. Các bạn thấy nè, cái cọng mì của mình nè,
Đó. Nó rất là dai lắm luôn nè. Và bây giờ là mình sẽ vớt ra cái rổ nha, để cho nó ráo nước. Mì á là mình cũng đã luộc rồi, mình cũng rửa lại nè các bạn. Đó, mình luộc á nè, các bạn thấy nè, cái cọng mì của mình nè, nó rất là dai. Nếu mà các bạn mà thích ăn cái cọng mì á mà nó mềm hơn thì mình sẽ luộc lâu hơn tí xíu. Tại vì á là mình luộc nó còn cứng như vậy. Kiểu như mình luộc nó còn như vậy á, thì khi mà mình chan vào trong cái nước súp á thì cái cọng mì mình á, nó sẽ còn nở ra nữa các bạn. Cho nên nó là mì á mình luộc như vậy là được rồi ha. Đó, thì ở nhà mình á, thì có bột mì nè, có trứng nè, thì mình sẽ làm ra những cái sợi mì như vậy cho gia đình mình ăn ha, mình khỏi ra ngoài mình mua. Thì video của mình á, là cũng sẽ kết thúc tại đây. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích á, thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.